Bài trích phụ âm theo Thánh Luca. Khi ấy mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần người được. Người ta báo tin cho người rằng có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy người trả lời với họ rằng mẹ và anh em ta là những người nghe lời thiên chúa và đem ra thực hành đó là lời chúa ai là mẹ là anh em Chúa Giêsu ở trang tin mừng cho chúng ta câu trả lời mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành thế thì đối với chúng ta ở đây nó có hai điều nghe và thực hành thế thì nghe lời Thiên Chúa thì không biết là dễ hay khó nghe thì rất dễ chẳng khó chút nào bởi vì cái điều chúng ta nghe mang tính rất là thu động, rất là dễ. Tuy nhiên cái phần thực hành thì ác hẳn mỗi người sẽ trả lời theo những cái câu trả lời khác nhau. Có người cho rằng thực hành lời Chúa rất khó. Người thì nói không rất khó đâu, khó thôi. Người thì nói cũng không khó lắm. Người thì nói thì khá dễ. Hoặc cũng có người cho rằng dễ thì chúng ta thấy rằng cái biên độ sự khác biệt à, trong thực hành đối với những cái câu trả lời như thế à, rất khó hoặc là dễ à, thì nó tùy thuộc vào cái gọi là cái niềm sắc tín và cái quyết tâm thực hành lời Chúa như thế nào thế thì hai cái yếu tố à, niềm sắc tín cũng như cái quyết tâm thực hành nếu mà thiếu một trong hai yếu tố đó thì xem ra cái việc gọi là thực hành lời Chúa nó sẽ trở nên khó đó. Thế thì chúng ta cùng tìm hiểu xem coi hai cái yếu tố đó, ừ, hai cái yếu tố ảnh hưởng đến cái gọi là thực hành lời Chúa. Trước tiên chúng ta nói tới cái xác tín. Có người thì gọi là rất xác tín vào lời Chúa, à, nghe thì dễ rồi, rồi họ cũng xác tín vào lời Chúa rất là tin tưởng tất cả những gì mà Kinh Thánh nói, tất cả những gì mà Chúa dạy bảo, rất xác tín. Cũng có những người chưa xác tín lắm. Thế thì cái nguyên nhân mà chưa xác tín là như thế nào đây? Có khi là nghi ngờ giáo huấn của Chúa không hợp thời, không thực tiễn hoặc là cho rằng giáo huấn của Chúa chỉ dành cho một số ít vĩ nhân, dành cho các thánh cũng là số ít mà thôi, ví dụ những cái điều mà Chúa dạy à, chắc là phù hợp với một số ít người thôi. Các mối phúc, phúc trai có tinh thần nghèo khó, hiền lành, rồi chịu bắt hại rồi vân vân. Rồi điều Chúa dạy là yêu kẻ thù hoặc là vác thập giá hàng ngày rồi từ bỏ mọi sự theo Chúa, rồi hy sinh mạng sống. Cho thì có phúc hơn là nhận. À người ta cho rằng những cái điều Chúa dạy. À, không thực tiễn lắm, thành ra cái sắc tín nó không có đủ mạnh. đó là điểm đầu tiên. À, nếu mà thiếu, chúng ta thấy rằng nếu mà cái sắc tín chưa đủ mạnh thì chắc chắn nó cũng ảnh hưởng đến cái thực hành rồi. rồi cái yếu tố thứ hai đó là chưa đủ quyết tâm hoặc là quyết tâm chưa đủ mạnh. thế thì cái nguyên nhân của cái uh, quyết tâm chưa đủ mạnh là như thế nào đây? À, chúng ta có thể kể ra một vài cái uh, trường hợp có thể rằng một ai đó hoặc là chính chúng ta cảm thấy ương lười bởi vì sao ngại khó ngại khổ ngại dấn thân à, không muốn đi trên cái con đường hẹp không muốn vá thập giá à, không muốn trổ dậy khi mà vấp ngã à, chỉ muốn vùi mình trong cái gọi là cái tình trạng nô lệ của tội lỗi À, giống như là những người Do Thái ngày xưa ở bên Ai Cập ấy, Không muốn thoát ra khỏi cái tình trạng à, nô lệ Bởi vì họ vẫn luôn nghĩ à, Dù gì nô lệ thôi mình an phận với cái sự nô lệ Còn được giải thoát có nghĩa là phải cố gắng vừa ra khỏi Một cái cuộc hành trình dài Phải làm lại từ đầu à, Ương lười là như thế à, Nhiều khi chính chúng ta cũng vậy Không muốn trổ dậy dân Do Thái cũng không muốn chỗ dậy trở về đất hứa, à, chúng ta cũng không muốn trổ dậy khi mà lầm lỡ, khi mà chúng ta vấp phạm. Hoặc có khi là chúng ta vì kiêu căng, à, không muốn nhận mình sai, à, bởi vì mình sai thì mình phải sửa chữa, đúng không? À, mà bây giờ mình nghĩ rằng mình đâu có sai đâu, à, luôn cho mình là đúng, bởi vì cái tôi kiêu căng tự mãn luôn hiện diện ở chúng ta hoặc là có những người để cho những cái gọi là bả vinh hoa phú quý rồi những cái dục vọng những cái đam mê bất chính à, lấn át tất cả những cái giáo huấn của Chúa dạy thành ra thiếu cái động lực thiếu cái sắc tín à, thiếu cái sự dấn thân thiếu cái quyết tâm ở trong đó hoặc là cái tôi ích kỷ của chúng ta lấn át những cái đòi hỏi của tin mừng nhất là cái đòi hỏi về đức bác ái hoặc là cái sự tha thứ những cái đòi hỏi đó đòi chúng ta à, một cái gọi là cái sự ra khỏi mình một cách triệt để hoặc cũng có khi là chúng ta đặt bậc thang các giá trị không đúng à, cũng có Chúa trong cuộc đời mình nhưng mà Chúa ở cái vị trí trung bình thôi à, còn bao nhiêu thứ khác phải lo toan học vấn đại học nghề nghiệp này, công danh này, rồi nhiều thứ khác nữa. Nó lấn áp đặt ở vị trí trên. À, Chúa cũng có một cái vị trí, nhưng vị trí thấp. Thành ra tất cả những cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái cái quyết tâm của chúng ta. Một tác giả tên là Samuel Smile nói như thế này. Gieo suy nghĩ, Gặp hành động. À, có nghĩa là chúng ta nghĩ như thế nào, cái hướng của chúng ta nghĩ như thế nào thì nó sẽ dẫn đến cái hành động của chúng ta. Gieo hành động sẽ gặt thói quen, có nghĩa là một cái hành động nào đó lập đi, lập lại nhiều lần nó sẽ trở thành một cái thói quen, cũng có khi là một thói quen tốt nếu mà cái hành động của chúng ta tốt, ngược lại cũng có thể là trở thành một thói quen xấu, nếu hành động xấu cứ lập đi, lập lại. Gieo thói quen thì gặt tính cách, à, thói quen lập đi lập lại nhiều thói quen nó dẫn đến cái tính cách cái nhân cách của chúng ta. Và cuối cùng gieo tính cách gặt số phận. À cái tính cách của chúng ta như thế nào nó sẽ định hướng cuộc đời của chúng ta, số phận của chúng ta như thế. Ấy. Tóm lại kính thưa cộng đoàn, chúng ta muốn số phận của mình như thế nào hoặc là chúng ta muốn là trở thành một thành viên trong đại gia đình thiêng liêng của Thiên Chúa hay là ngược lại chúng ta chỉ muốn là một người hoàn toàn xa lạ trong cái đại gia đình đó. À, vì nhiều nguyên nhân, vì ương lười, vì kiêu ngạo, vì không muốn dấn thân, vì không muốn ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình, à, chúng ta muốn chỉ đứng ngoài hoặc là chúng ta muốn trở nên thực sự là một thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa. Amen.